Đứa con bướng bỉnh. Ba về rồi đây. Martin, dậy đi con. Sao lại nằm ngủ ngoài sofa thế này? Muốn bị ốm hay sao hả? Ba về từ bao giờ thế ạ? Con đợi ba mãi. Đợi ba mà ngủ lì ra thế, lại còn không cài cửa. Thế này mà trộm có bê cả nhà đi, con cũng không biết được. Tại hôm nay ba về muộn nên con ngủ quên mất. Ừ, đã hơn 1 giờ rồi sao? Thế sao đi ngủ lại không thắt điện? Ba đi làm từ sáng đến đêm, còn con thì ở nhà lãng phí. Ba ơi, ba có thể về sớm hơn được không ạ? Ở nhà một mình con sợ lắm. Dạo này tăng ca nên ba về muộn. Con chịu khó đi, ba không đi sớm về khuya thì tiền đâu ba nuôi con ăn học đây. Thôi con vào phòng ngủ đi. Dạ. Ở trong giường của ba. Còn với cái, nhờ nó gấp cái chăn mà cũng không nên thân. Úi da. Cái quỷ quái gì vậy? Martin, lại đây ngay. Thằng quỷ con. Ba lại không ngủ được nên muốn con ngủ cùng sao ạ? Ngủ nghe gì? Con lại bày trò nghịch ngợm gì đây? Dạ, con ở nhà đói bụng quá nên đã pha sữa uống. Thế sao không uống hết đi mà lại giấu trên giường chứ? Con không thể ngừng gây chuyện một ngày được sao? Alo. Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Martin. Hôm nay em Martin không có đến trường. Khi nãy tôi có ghé, nhưng mà nhà anh đóng cửa nên đành gọi điện cho anh. Đang giờ làm mà cậu bỏ đi đâu thế? Ừ, nếu trưởng ca hỏi, cậu xin phép hộ tôi nha. Thằng Martin nhà tớ có chuyện rồi. Martin. Sao ba lại ở đây ạ? Ba phải hỏi con, sao con lại ở đây mới đúng. Một cái thác là của ba, và cái kia ba thác thay mẹ con. Mẹ không còn, con nghĩ ba không dám nặng tay với con sao? Con xin lỗi. Con. Con càng lớn càng hư, thật không biết thương ai hết. Còn đứng đó sao? Đi về nhà ngay. Bà ơi, bà cùng xem phim với cháu nha. Lâu rồi cháu toàn phải xem một mình thôi ạ. Được rồi, bà cháu mình cùng xem. Bà Alex vẫn hay bận rộn như vậy sao hả Martin? Dạ, ba thường nhận thêm việc sau giờ làm, rất vất vả bà ạ. Chào cháu, chú mang thư đến. Dạ, thư hồi âm của cháu phải không ạ? Ai vậy con? Tôi là nhân viên giao nhận của bưu điện. Hôm nay tôi đến đây gặp anh vì cháu Martin đã khiến chúng tôi gặp nhiều rắc rối. Vâng, có chuyện gì xin cứ nói. Bưu điện buộc phải trả những bức thư này. Cháu Martin đã gửi rất nhiều bưu thiếp vào thùng thư, nhưng không địa chỉ người nhận, gây khó khăn cho chúng tôi. Ừ, tôi xin lỗi vì sự phiền toái này. Tôi sẽ bảo ban cháu cẩn thận, đã làm phiền các anh rồi. Ba, chuyện này. Còn đúng là đứa khó bảo. Con còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa đây? Kìa, có chuyện gì mà ba con từ từ nói chứ. Con không biết làm gì với nó nữa. Nó không biết thương bà, thương ba. Không biết thương cả người mẹ trên kia của nó nữa. Trời ơi, con đừng làm tổn thương con trẻ mà. Hôm nay nếu không có bà ở đây thì con sẽ cho nó một trận rồi. Nó còn có coi ba nó là cái gì không? Lần này ba giận con thật rồi ba ơi.
đừng khóc nữa, bà thương. Mẹ ơi, con không có nhiều tiền mua quà và gửi thư riêng, nên con viết thư và bưu thiếp tặng cho mẹ nha. Hôm nay ba về muộn lắm, bác Dân bảo con sang ăn tối, nhưng con sợ ba về không thấy con. Con uống sữa rồi ủ cốc vào chăn cho ấm để phần cho ba, nhưng cuối cùng con lại làm ba giận. Hôm nay là ngày của mẹ, con không đến trường vì không có mẹ cùng tham gia. Con không nói vì sợ ba buồn. Lúc ba đến tìm con đã giả vờ gấp thú bông. Ba giận lắm nên đã đánh con rất đau, mẹ ơi. Anh xin em đừng bỏ cuộc. Anh còn chưa cho em một ngày hạnh phúc. Còn chúng ta mới 3 tuổi, không thể sống thiếu em được đâu. Anh hãy thay em chăm sóc cho con, hãy cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ nhất. Bệnh tình của em là người hiểu rất rõ. Đừng lãng phí chữa trị thêm nữa anh à. Không, anh không thể làm như vậy được. Mang hết tiền bạc chữa trị, em cũng chỉ sống được thêm vài tháng. Con lớn lên còn nhiều thứ cần đến tiền. Cả một đời rất dài, em đã suy nghĩ kỹ. Anh hãy nghe em đi. Tại sao cháu lại gửi nhiều tấm thiệp một lúc vậy? Cháu đã chuẩn bị chúng vào năm ngoái và năm kia. Lúc ấy cháu còn thấp nên không bỏ vào thùng thư được. Năm nay cao thêm rồi, cháu mới mang đi gửi. Vậy sao cháu không nhờ ba gửi giúp cho? Vì ba còn giận. Với cả cháu muốn tự tay gửi đi cho mẹ cháu. Cô giáo bảo chỉ cần là lời từ trái tim thì dù có đang ở đâu, mẹ cháu cũng sẽ đọc được. Vợ ơi, anh phải làm sao đây? Vừa làm mẹ, vừa làm ba. Những lúc thế này anh thật sự không chịu nổi. Anh kiếm tiền nuôi con, nhưng anh không chịu hiểu con. Những lúc không có em bên cạnh thế này, anh thấy mình bất lực biết bao. Ba tỉnh rồi, bà ơi, ba cháu tỉnh rồi ạ. Vậy ăn cháo đi con, mẹ nấu một nồi cho 2-3 con rồi đó. Ừ, mẹ, sao con lại nằm đi? Con vào nhà tắm một lúc thì cảm lạnh, may mà có chìa khóa dự phòng, không có thì... Con xin lỗi ba, từ giờ con sẽ ngoan hơn, con sẽ không làm ba và bà ngoại phải lo nữa. Ba mới chính là người phải xin lỗi con. Mỗi khi có chuyện, ba luôn đánh mắng, trách nhầm con, thay vì hỏi rõ ngọn ngành. Ba thật tệ. Con có lỗi với mẹ. Trước đây, con đã không bảo vệ được con gái của mẹ. Bây giờ đến đứa cháu ngoại duy nhất của mẹ, con cũng làm nó tổn thương. Con không nên làm con rể của mẹ. Chúng ta là người một nhà, mẹ coi con như con trai của mẹ. Mẹ biết con vừa làm ba vừa làm mẹ vô cùng vất vả. 2-3 con, từ nay có chuyện gì sẽ chia sẻ với nhau. Mẹ yên tâm đi nha. Bác Tư. Cháu chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi, cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy? Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa, thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá, vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ? Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn, không cần chúng nó phải đưa đón nữa.
Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à. Tôi dặn nó sang lấy mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân? Quân, Quân ơi! Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi. Thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu, cháu trượt rồi bác ạ. Sao lại thế được? Cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ, thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. Ơ kìa, Quân, Quân. Bác Tư, khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi, thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích cóp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà ạ. Thôi, tôi giải thích cho bà sao. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Ờ, cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Ờ, dạ, cháu... Cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. Cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Ờ, số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này, về trả chú Huân, còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắn lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy. Hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Giờ này sao thằng Danny vẫn chưa về nhỉ? Hôm nay con xin phép về muộn anh ạ. Suốt ngày lêu lỏng, chẳng chịu học hành gì cả. Con chào ba mẹ ạ. Con lại đi trượt tuyết đấy à? Dạ vâng ạ, niềm đam mê của con mà ba. Con cứ mãi chơi như thế thì làm sao thi đại học được. Thôi, hai cha con vào nhà ăn cơm đã, có gì nói sao? Vâng, để con vào giúp mẹ dọn bàn. Ăn cơm xong rồi, nhớ lên học bài đi đấy. Con trai đang học đấy à, cố lên nhé. Con biết không, hồi bằng tuổi của con, ba rất say mê những con số. Cũng nhờ niềm đam mê ấy mà ba đã tốt nghiệp loại U và có được vị trí như hiện tại. Con phải chịu khó học để sau này còn nối nghiệp ba chứ. Nhưng con... Không nhưng gì hết. Bây giờ ba chỉ có duy nhất một yêu cầu đó với con thôi.
Thưa ba, con quyết định sau khi tốt nghiệp phổ thông, con sẽ xin vào làm việc tại khu trượt tuyết. Cái gì? Con định hủy hoại tương lai của mình ở cái khu trượt tuyết ấy hả? Ở đó con cũng có thể cố gắng và có thể thành công. Hơn hết, trượt tuyết chính là niềm đam mê của con. Chẳng phải ba từng nói với con, chính niềm đam mê và sự cố gắng của ba đã đưa ba đến thành công của ngày hôm nay sao? Đấy là niềm đam mê toán học, đam mê khoa học kỹ thuật, chứ không phải mê mấy cái trò vô bổ đó. Ba nghĩ con nên suy nghĩ lại và thi vào đại học như ba đã định hướng cho con. Nhưng thật sự con rất muốn làm việc tại khu trượt tuyết. Chẳng qua vì con lười biếng không muốn học hành, chỉ muốn chơi bời thôi. Không phải thế thưa ba, vì con nghĩ... Không, ba không đồng ý. Con phải biết nếu không có tấm bằng đại học thì con sẽ chẳng làm được gì hết. Bây giờ con đã lớn, con sẽ có quyết định của riêng mình. Nếu con vẫn kiên quyết làm ở khu trượt tuyết đó thì đừng bao giờ về nhà nữa. Và nếu không có tấm bằng đại học trên tay thì đừng bao giờ nhìn mặt ba. Để xem mày đi được bao lâu. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khách mời của chúng ta là một vị doanh nhân rất nổi tiếng. Anh từng là vận động viên trượt tuyết quốc gia và hiện là chủ sở hữu của hàng chục khu trượt tuyết trên khắp cả nước. Vâng, không ai khác, chính là anh Danny William. Xin chào khán giả tại trường quay và khán giả đang xem truyền hình. Thưa ông có thể cho biết bí quyết nào đưa ông đến thành công như ngày hôm nay? Có được kết quả như các bạn đang thấy, tôi đã phải trải qua không ít khó khăn. Nhưng mỗi khi vấp ngã, tưởng chừng không thể đứng dậy nổi, thì tôi lại nhớ đến lời của ba tôi dạy, đó là hãy sống với niềm đam mê và cố gắng hết mình, thành công sẽ tới với con. Được biết, anh vừa bỏ ra 4 năm để hoàn thành khóa học tại một trường đại học danh tiếng. Tôi cũng như rất nhiều khán giả đều rất thắc mắc là tại sao dù đã trở thành một huấn luyện viên nổi tiếng mà anh lại quyết định trở lại trường học. Tất cả là vì ba tôi. Ba tôi nghĩ rằng muốn thành công phải là người có học thức, và ba luôn muốn tôi có trong tay một tấm bằng đại học. Ba, con đã thành công trên con đường con lựa chọn và cũng đã thực hiện được điều ba mong muốn. Con sẽ trở về nhà, ba ạ. Nani, thì ra ba đã không hiểu hết những suy nghĩ của con. Ba xin lỗi, đúng là cuộc đời có nhiều cách đến, miễn là không thay đổi mục đích của mình. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!